Rồi, chào mọi người. Hôm nay xin giới thiệu cho mọi người thêm các hai cái cưa ở cái lưỡi cưa hợp kim ha, lưỡi cưa hợp kim của hãng TTB. Đó, hãng TTB. Hãng này cũng nổi tiếng chất lượng rất là tuyệt vời ha. Thì cái lưỡi cái cưa này có chức năng là gì? Là nó có thể là cưa được nhựa PVC nè, cưa gỗ nè, cưa gỗ rất là ngon ha, cưa sắt nè, cưa sắt từ 2 đến 3 ly nha. Nên khuyến cáo là từ 2 đến 3 mm nha. 2 đến 3 mm cưa gỗ và cưa nhôm đó, cưa nhựa PVC. Thì các hợp kim này nó làm rất là sắc, cưa gỗ rất là ngọt ha. Tôi đã thử rồi. Cái đường kính này là 110 mm nha, 110 mm. Cái lỗ cốt cái này thì nó là 20, lỗ cốt 20 đó, lỗ cốt 20. Này là 40 răng, 40 răng. Nói chung hàng chất lượng, nó làm bao bì cũng rất là đẹp. Đây người xem con lưỡi cưa đẹp hay không, nói chung hàng TTB dưới đây rất là đẹp. Những cái hàng chợ thì nó không bao giờ nó làm được như vậy đâu. Các loại hợp kim ở đây này, cưa gỗ rất là ngon nha, gỗ dầu đó, gỗ mà dính đó, rất là ngon. Tốc độ mắc luôn là 10.000 vòng phút, phù hợp với các loại máy. Rất là đẹp nha mọi người. Này là lưỡi cưa hợp kim. Đó. Nó được thiết kế là sơn này làm rất là đẹp ha. Chứ nó không phải làm dạng như chơi hoặc là làm dạng như là nhái mấy thằng kia đâu. Nhìn nó cồ cồ lắm. Này rất là đẹp. Rất là mạnh. Đó. Bao bì rất là chắc nè, người xem rất là đẹp, rất cứng. Thì cái lưỡi cưa này bên cửa hàng tôi đang bán với giá là 170.000 cái ha, 170.000 cái. Rồi mọi người có nhu cầu liên hệ với hàng, hay liên hệ với tôi số điện thoại trên trên màn hình ha. Cảm ơn mọi người, xin chào.